đánh con 6 xong mình phá được cả 8 lẫn 9 ra thì ở trường hợp này mình sẽ đánh stop ball nghĩa là mình sẽ đánh đứng bóng thì đường đi của quả bóng cái sẽ vuông góc với đường đi của quả bóng mục tiêu bởi vì con này vị trí nó hơi xa nên mình phải cắm gậy xuống một chút thì nó mới dừng bóng lại được đây các bạn xem mẫu con này nhá mình cắm xuống một chút và mình đánh stop ball bóng sẽ đi vuông góc với đường đi của quả bóng mục tiêu và đã phá được bóng 8 và bóng 9 và bây giờ mình có thể đánh 8 và 9 vào lỗ một cách dễ dàng nhé.